Nằm trong kế hoạch tiếp nhận máu tình nguyện 2023, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Định Quán phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy vừa tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 10 năm 2023. Với ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, buổi tiếp nhận máu đợt này nhận được sự quan tâm đông đảo của các tình nguyện viên là lực lượng cán bộ chiến sĩ công an, công nhân, viên chức, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện. Qua sàng lọc đã có 150 đơn vị máu đủ tiêu chuẩn được tiếp nhận, nâng tổng số máu đã tiếp nhận tại huyện từ đầu năm đến nay lên gần 1.500 đơn vị máu.